Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Mẹo Vặt TV. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn hai cách để chúng ta vệ sinh bình tắm nước nóng. Như các bạn biết thì những cái bình tắm nước nóng mà chúng ta lâu không vệ sinh thì bên trong nó sẽ bị đóng cạn rất là nhiều và dẫn đến là chúng ta đun nước rất là lâu nóng và nóng rồi chúng ta sử dụng cũng rất là nhanh hết. Và video này mình sẽ chia sẻ các bạn hai cách để chúng ta vệ sinh đối với hai loại bình, là một loại có ốc xả đáy và một loại không có ốc xả đáy nhé. Mời các bạn cùng theo dõi video. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh bình tắm nước nóng có ốc xả đáy trước nhé. Như bạn quan sát thì cái bình này có ốc xả đáy ở đây. Đây các bạn quan sát này. Và thường thì những cái bình có ốc xả đáy này nó sẽ gắn thanh magie ở đây luôn. Khi chúng ta vệ sinh thì chúng ta kiểm tra luôn thanh magie này, nếu mà nó bị ăn mòn quá nhiều thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế cái mới vào để đảm bảo là nó hoạt động tốt nhất. Trước tiên thì các bạn cần phải ngắt nguồn nước đi vào bình nhé. Đây chính là nguồn nước cấp đi vào bình, chúng ta phải ngắt van tổng. Nếu mà các bạn không có van tổng ngắt nước vào bình ở trong nhà tắm để chúng ta ngắt nước thì mình sẽ chia sẻ một cách để chúng ta làm dễ dàng hơn, là chúng ta không phải khóa nước. Các bạn sẽ gập cái dây này lại. Đây, đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn ống phi 27. Các bạn cắt khoảng 2 phân. Sau đó chúng ta sẽ cầm cái dây cấp nước này, chúng ta bóp lại. Và chúng ta sẽ đưa cái đoạn ống này luồn vào để nó bẻ cái ống này, không cho nước đi vào bình nữa. Đấy. Sau khi chúng ta đã làm được như này thì đảm bảo là sẽ không có nước đi vào được bên trong bình. Và trước khi tiến hành vệ sinh thì chúng ta sẽ ngắt toàn bộ nguồn điện đi vào bình nhé. Tiếp theo mình sẽ gỡ cái dây ra của đường nước nóng này. Các bạn sẽ gỡ ra. Lúc này nước sẽ chảy ra nhé. Các bạn cứ gỡ đi. Ok. Sau khi đã gỡ ra thì các bạn sẽ tiến hành gỡ cái dây bên đường nước lạnh này. Các bạn sẽ đấu vào đây. Đây. Đấu đường nước lạnh vào bên đường nước nóng nhé. Rồi sau khi chúng ta đấu được cái đường nước lạnh đi vào bên đầu ra của nước nóng, bên bình nóng lạnh, thì các bạn sẽ tiến hành vặn cái ốc xả đáy này ra nhé. Các bạn phải lưu ý rằng là trong bình nước nóng của chúng ta phải hết toàn bộ nước nóng nhé, không có nước nóng ở trong nhé, không chúng ta xả ra là sẽ bị bỏng đấy. Mình sẽ tiến hành vặn nó ra. Đây các bạn, mình vừa vặn ra một tí thì thấy nước rất là đục rồi. Đây này, các bạn quan sát nước rất đục luôn. Đây các bạn quan sát này, nước rất là đục luôn. Khi mà các bạn đã xả được cái ốc xả đáy ra như này thì các bạn sẽ tiến hành mở cái nút này ra nhé, để nước đi vào bên trong bình, để vào bên trong và nước sẽ bán lên tất cả thành bình và làm sạch bình bên trong nhé. Đây, mình sẽ bỏ ra. Đấy. Tiến hành mở nước để nó xả bên trong. Có những cái cặn bẩn nó đọng ở bên trong bình ấy, nó sẽ bị bắn ra. Đấy, khi mình xả nước được một lúc thì thấy đường nước ra ở bên ốc xả đáy này nó đã trong rồi. Thì chúng ta có thể cất nước đi.
Khi các bạn tháo cái ốc xả đấy này và vệ sinh xong thì chúng ta kiểm tra cái thanh magie của chúng ta xem nó còn tốt hay không. Nếu mà nó còn tốt thì chúng ta tiến hành rửa sạch và lắp vào. Còn nếu mà nó bị ăn mòn quá nhiều thì chúng ta phải tiến hành mua cái mới. Bởi vì cái thanh magie này như các bạn biết thì nó có tác dụng là nó sẽ khử tất cả những cái tạp chất có tính ăn mòn. Nó sẽ ăn mòn vào cái thanh magie này thay vì là ăn mòn vào bình của chúng ta nhé. Mình sẽ tiến hành bóp nước để nước đi vào bình ít hơn. Sau đó mình sẽ lắp cái thanh magie này vào. Tiếp theo thì mình sẽ cần khóa nước lại như đầu nhé. Sau đó mình sẽ chuyển đường ống nước về vị trí đúng của nó. Đấy, đường nước lạnh mình sẽ cho vào vị trí đường nước lạnh của nó. Bên nước nóng tiếp tục đi vào vị trí bên nước nóng. Tiếp theo thì mình sẽ xả nước đi vào bình. Như vậy là mình đã vệ sinh xong. Khi các bạn xả nước vào bình thì dưới vòi hoa sen chúng ta sẽ gạt sang bên đường nước nóng để nước đi vào bình sẽ đẩy cái không khí đi ra thông qua cái bên đấy. Đấy. Như vậy là cách thứ nhất chúng ta vệ sinh qua ốc xả đáy đã xong nhé. Các bạn quan sát ở cái ốc xả đáy này hiện đang bị rò rỉ nước do lúc mình vặn vào mình không chỉnh cái gioăng cao su nhé. Nên là các bạn lưu ý là chúng ta phải chỉnh cái gioăng cao su thật là tốt, sau đó chúng ta sẽ vặn vào thì nó sẽ kín được nước. Rồi ok, đây là cách thứ nhất chúng ta vệ sinh qua ốc xả đáy này. Và cách thứ hai là những cái bình không có ốc xả đáy thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vệ sinh những bình mà không có ốc xả đáy như cái bình này. Ở đây là mình không có bình, không có ốc xả đáy nên là mình sẽ tận dụng luôn cái bình này để chúng ta vệ sinh. Mình sẽ coi như cái ốc xả đáy này là không có, mình sẽ không đụng chạm đến nó luôn nhé. Trước tiên thì chúng ta vẫn phải làm như bước đầu, chúng ta sẽ ngắt nước đi vào bình và xả bỏ hết nước ở trong bình ra. Rồi, tiếp theo là vặn cái van một chiều này ra để xả. Tiếp tục các bạn vặn nốt cái bên đường nước nóng ra. Các bạn sẽ chờ khi nào mà nước ở cái bên đường nước lạnh này ra hết, không còn nước thì chúng ta sẽ tiến hành làm bước tiếp theo nhé. Như các bạn quan sát thì hiện tại nước ở trong bình đã ra hết. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhấc cái bình xuống. Để nhấc được những cái bình này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn cầm đây, các bạn sẽ thao tác cho mình. Cầm và ngửa nó như này, đẩy lên, đẩy được một bên thì đây, đẩy một bên chúng ta sẽ tì lại sang bên này, và tiếp tục đẩy bên này, đó. Như vậy là chúng ta đã nhấc được bình ra nhé. Đây các bạn nha, sau khi các bạn đã tháo được bình xuống và để ở dưới như này, thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một chiếc túi bóng như này. Chúng ta sẽ bọc cái dây nguồn của nó lại để đảm bảo là trong quá trình chúng ta vệ sinh rửa bình thì nó sẽ không bị ướt nhé. Đây các bạn cùng quan sát, đây là bên trong của bình nước nóng sau khi mình đã tháo cái nắp bảo vệ này ra. Và các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều. Khi các bạn thấy dây rối như này thì các bạn sợ không làm, không có vấn đề gì cả. Các bạn chỉ cần lấy chiếc điện thoại ra, chúng ta chụp một kiểu ảnh nhé. Hoặc chúng ta quay một đoạn clip để chúng ta xem, rồi tí nữa chúng ta tháo ra xong chúng ta cứ theo cái ảnh đấy chúng ta lắp vào làm được. Đấy, những cái dây này thì nó cũng rất là đơn giản thôi.
Hai cái đường dây là đường dây đi vào để đốt nóng dây máy so, chúng ta sẽ tiến hành tháo ra. Đầu tiên thì mình sẽ tháo cái dây hai dây đốt nóng này ra trước nhé. Hai cái dây nguồn. Đấy, các bạn tháo ra thì phải giữ những con ốc này cẩn thận để chúng ta lắp vào còn có cái mặt lắp nhé, không tí rơi là không có lắp vào đâu. Đối với cách thứ hai này, chúng ta vệ sinh thì nó hơi phức tạp một chút. Nếu bạn nào mà không làm được thì có thể nhờ thợ, gọi thợ làm. Còn nếu mà các bạn thích vọc vạch, tự tìm hiểu thì các bạn có thể theo clip của mình mà làm. Các bạn làm tương tự thôi, bình nào nó cũng có cấu tạo tương đối là giống nhau như này. Nhiều bình cái cục này nó sẽ để ở mặt trước, nhưng mà cái bình này nó để ở đây thì nó hơi vướng, mình sẽ gỡ nó ra. Đây là dây mát nhé, mình sẽ gỡ nốt cả cái dây mát này ra. Bên trong này là cảm biến nhiệt, chúng ta sẽ lôi nó ra để tí nữa chúng ta sẽ cho vào sâu. Đấy, sau khi các bạn đã gỡ hết dây điện liên quan đến cái dây máy so này ra thì các bạn sẽ tiến hành vặn những con ốc này ra nhé. Nếu mà bình của các bạn mà có cái cục này ở ngay đây thì chúng ta nên rút nó ra để tí nữa chúng ta xịt nước vệ sinh thì nó đỡ phải ướt cái này. Các bạn cứ rút ra. Bạn nào không biết nó cám đầu nào với đầu nào thì các bạn nên chụp ảnh trước nhé, để chúng ta xem ảnh hoặc là xem clip chúng ta có thể lắp theo cho nó đúng. Không luôn rồi. Rồi, sau khi các bạn đã tháo hết ốc ra thì chúng ta sẽ tiến hành nhấc ra. Đối với những cái bình lần đầu tiên các bạn tháo ra thì cái tấm này nó sẽ nhấc hơi khó, nên là các bạn cứ từ từ cậy nó ra, nó khác ra nhé. Rồi các bạn sẽ nhấc nó lên. Đấy, sau khi các bạn nhấc tấm này ra thì chúng ta sẽ trực tiếp lấy cái dây may so này ra được. Đây. Các bạn kéo lên nó có cảm giác là nó mắc đúng không? Các bạn sẽ đẩy nó lên nghiêng như này. Đây. Nghiêng như này. Đấy. Đây chính là dây may so nhé. Đối với những chiếc bình mà không có ốc xả đáy thì thanh ma dê nó sẽ được gắn ở đây. Nếu các bạn có vòi nước, ống nước mềm thì các bạn có thể đưa trực tiếp ở đây. Không thì các bạn ở trong nhà tắm thì các bạn có thể sử dụng luôn cái dây vòi sen này. Các bạn sẽ mở ra, lấy cái vòi sen ra. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái dây này xịt vào. Đấy. Các bạn sẽ xịt như này nhé, xịt xung quanh. Đối với bình tắm nước nóng này, bên trong lõi của cái bình này, tức là cái ruột bình này, nó được phủ một lớp men rất là bóng. Đây các bạn xem, rất là bóng như kiểu cái men ở cái bát ăn cơm của chúng ta ấy. Nếu mà có bụi bẩn như đất cát nó bám vào, chúng ta chỉ cần xịt nước qua là nó sẽ trôi xuống, nó sẽ không bám được đâu nhé. Đấy, nó rất là trơn. Các bạn sẽ tiến hành xịt rửa và xả nước được nửa bình thì các bạn sẽ khóa nước lại. Sau đó chúng ta sẽ lắc bình. Đây các bạn sẽ lắc bình nha. Các bạn sẽ tiến hành lắc bình. Đây. Đấy, chúng ta lắc như này thì nó sẽ rất là sạch rồi. Tất cả những cái cặn bẩn nó sẽ đọng lại ở phía dưới và chúng ta sẽ tiến hành đổ nó ra.
Các bạn sẽ chọn phía mặt sau không có linh kiện gì nhé. Ở phía trước này nó có một cái biến trở để điều chỉnh cái nhiệt độ nên là chúng ta sẽ đổ ra phía sau. Các bạn sẽ tiến hành xung cho nước vào và rửa 2 đến 3 lần cho sạch hoàn toàn đi. Sau đó các bạn sẽ sử dụng rẻ khô, ta sẽ lau toàn bộ cái khu vực này. Bởi vì ở đây là đồ điện nên là chúng ta tiếp xúc nhiều dây điện nên các bạn cần phải lau kỹ để điện nó không bị nhiễm ra theo nguồn nước ra ngoài vỏ. Sau khi đã lau qua, các bạn sẽ sử dụng máy sấy tóc nha, các bạn sẽ sấy cho nó khô đi nhé. Rồi sau khi đã khô thì chúng ta sẽ tiến hành lắp lại thôi. Mình sẽ lau lại cái dây may so này nhé. Nếu mà dây may so của các bạn mà có hiện tượng dùng lâu nó không còn mới như này nữa, có hiện tượng bị ăn mòn hoặc là có hiện tượng bị thủng đến bên trong thì các bạn phải mua cái mới để thay vào để đảm bảo là điện ở trong cái dây này sẽ không bị dò ra nguồn nước, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình các bạn nhé. Bạn cứ đưa vào. Như vậy là đã xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái nắp này vào và tiến hành treo máy lên lắp lại như lúc đầu là ok. Ok, vừa rồi mình vừa chia sẻ đến các bạn hai cách để vệ sinh và kiểm tra bình tắm nước nóng. Hy vọng video mình chia sẻ sẽ có ích cho tất cả các bạn xem video này. Và đừng quên ấn like, ấn chia sẻ video để mọi người cùng biết đến kênh của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.